Chủ nhân xin kính chào quý vị khán giả của đài B10. Thưa quý vị, hôm nay chủ nhân đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, và hiện nay trong Rochester House có tổ chức ngày cúng tổ cũng như là ngày 13 năm thành lập môn võ cổ truyền Bình Định tại thành phố Boston. Và chủ nhân có ghi nhận một số hình ảnh sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo truyền thống hàng năm của môn võ cổ truyền Việt Nam dòng võ Tây Sơn Bình Định, võ sư Tấn Nhật Bích cùng với khoảng 100 môn sinh đã tổ chức ngày lễ cúng tổ và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường huấn luyện võ thuật Bình Định tại Boston. Khoảng 300 đồng hương đã có mặt tham dự buổi lễ hôm nay. Đặc biệt có sự hiện diện của ông chủ tịch cộng đồng và hầu hết các đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của trưởng ty cảnh sát khu vực C-11, ông Tim Connolly và một số chính giới của thành phố. Có rất nhiều môn võ thuật được phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ, nhưng môn võ cổ truyền Bình Định là một môn võ thuật truyền thống Việt Nam được võ sư Tấn Nhật Bích thành công truyền đạt đến nhiều thế hệ trẻ người Việt hải ngoại tại Massachusetts trong 13 năm qua và tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới. Một số đông các em ở lứa tuổi tiểu học đang được huấn luyện tại trường võ thuật Bình Định. Nói đến tầm quan trọng của sự phát triển môn võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Hoa Kỳ, võ sư Tấn Nhật Liên Thư chia sẻ với chúng tôi như sau. Em nghĩ là phát triển võ thuật cổ truyền Việt Nam rất là quan trọng, nhất là võ thuật cổ truyền Việt Nam, dòng võ Bình Định, Tây Sơn Bình Định đã có một dòng lịch sử bảo vệ nước nhà trong lúc bị ngoại xâm. Trong những năm qua, sinh hoạt làm một võ sinh và làm một huấn luyện viên của trường võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Boston, thì em cảm thấy là cái điều duy trì và cung cấp những cái lịch sử và văn hóa của Việt Nam cho những lứa trẻ ngày hôm nay rất là quan trọng. Vì đối với thời gian bây giờ ở trong nước có rất là nhiều sự ảnh hưởng ở từ nước ngoài, và những sự biến cố trong nước đối với lứa trẻ thì mình phải nên biết cái lịch sử của mình để biết mình là ai, để chống lại những cái gọi là pha tạp lai căng và sự đồng hóa và ảnh hưởng của những nước ngoài, nhất là nước Tàu. Trong chương trình buổi lễ hôm nay, chúng tôi đã được xem qua các phần trình diễn đầy hứng thú, từ màn múa lân đến biểu diễn trống trận và đặc biệt là các màn trình diễn võ thuật của các em võ sinh ở nhiều cấp bậc khác nhau. Đặc biệt hôm nay, võ sư Tấn Nhật Bích đã được các phụ huynh võ sinh trao tặng một khung hình lớn có bài thơ mà ông rất tâm đắc, vì đây là những dòng chữ mà lão sư Tấn Hoành đã viết tặng cho ông trước khi qua đời. Họ hèn thị lực không thần trí, cảnh khối liên hoàn nhãn phong ba, giảng lượng ôn quyền ván ổn bệ, giảng uy cung tử lọc tài ba, muôn đời cảnh tội vinh giang tấn, thủ trước. Còn đây là nghiệp nhà. Cảm ơn phụ huynh. Cảm ơn phóng viên Trường Giang, cảm ơn đài SBTN. Chúng tôi nhân dịp là kỷ niệm 13 năm thành lập trường huấn luyện võ thuật Bình Định tại Boston là không có gì hơn, chúng tôi có một lời chân thành nhất là cảm ơn quý tổ chức cộng đồng, quý hội đoàn và các đoàn thể là luôn luôn ủng hộ. Báo chí, truyền thanh và truyền hình luôn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi, và cũng đặc biệt là cảm ơn quý vị phụ huynh đã tin tưởng đến chúng tôi mang đem con tới đây để tập luyện. Đó là một cách mà giữ bảo tồn văn hóa của Việt Nam tại hải ngoại. Nếu mà những phụ huynh ở thành phố Rochester, Boston, những vùng lân cận muốn cho con em mình đến để học võ từ võ sư thì phải làm như thế nào? Địa điểm tại Rochester House 1353, phòng gym, luyện tập từ thứ hai, thứ tư, từ 5 giờ đến 7 giờ, sáng thứ bảy từ 8 giờ đến 10 giờ. Cảm ơn chú rất nhiều. Thank you, Trường Giang.
Trường Giang tường thuật cho đài SBS10 từ thành phố Boston. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.